Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý ông bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý ông bác, anh chị có được vận trình, được bề trên ban phúc, đón cát xô hung, lộ trình may mắn, công việc thông thuận, tài lộc như ý, sức khỏe như thần, vạn sự đều may, đại cát đại lợi. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ, cuộc đời tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, vượt qua đại hạn, tránh họa đắc phúc, đổi đời giàu sang, càng già càng giàu có, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Phước đức nhân duyên bởi tại người, luật đời nhân quả có lâu rồi, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba. Chớ tưởng trời kia không có mắt, đường đi đất nọ đã câm lời, trần gian vẫn đó bao gương nổi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Vâng, thưa quý anh chị tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 thân mến, cổ nhân quan điểm rằng, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đã thấy được vận mệnh mỗi người là khác nhau, tuy nhiên, tính cách mỗi người cũng quyết định một phần số phận. Có người sinh ra đã sướng, sướng từ trong trứng sướng ra, tưởng cả đời sống trong vinh hoa phú quý, nhưng vì tính cách vô trương tham lam, mê tửu sắc mà giàu trước khổ sau, tuổi trẻ vang danh nhưng nửa đời còn lại càng già càng lùi bại, cô độc nghèo khổ nhục nhã. Ngược lại, có những người nghèo khổ từ trong trứng nước, sinh ra trong gia đình nghèo khó cơ cực, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, suốt đời lam lũ khổ sở, nhưng nhờ sự lao động cho chân chính luôn sống tốt đời đẹp đạo, mà được trời cao để mắt, quý nhân tương trợ, may mắn liên tiếp, làm gì cũng xuôi chèo mát mái, chúng lớn đổi đời tiền tiêu không thiếu, nhà cửa cao rộng, từ đó trở đi vui vẻ an nhàn. Theo luận giải mới nhất từ giới tiên tri tử vi, trong số 12 con giáp, tuổi Bính Thìn sinh ra trong vận hạn, tuổi trẻ nghèo khổ, vận đen liên tục đeo bám, nhiều lần rơi vào bế tắc, những tưởng buông xuôi trước số phận khổ cực, cả đời nhục nhã một kiếp, nhưng vì tính cách chân thực, lương thiện và kiên nhẫn, nên bước sang tuổi 49 là lúc Bính Thìn đón nhận thiên mệnh, vận đổi sao rời. Chỉ cần biết ba điều này là mọi khổ đau trong đời lập tức giao hoán thành phúc lộc, nốt phần đời còn lại tai qua nạn khỏi, hưởng phúc trời ban, càng già càng giàu có an nhàn hạnh phúc bên con cháu. Vậy, vận trình tử vi chọn đời của người tuổi Bính Thìn 1976 theo luận giải mới nhất diễn biến ra sao? Từ năm 49 tuổi con giáp này sẽ đón nhận những cơ may gì và cần lưu ý điều gì thì xin mời quý tín chủ cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Thưa quý vị, tính cách tuổi Bính Thìn là người độc lập, thích cuộc sống tự do hướng ngoại, luôn với niềm tin vào bản thân. Do thế mà tuổi Bính Thìn không thích lập gia đình lúc còn trẻ, phải gặp chông gai, cạnh tranh thử thách, lúc có được đời sống ổn định thì mới nghĩ đến chuyện gia đình. Tuổi Thìn luôn với đời sống hạnh phúc lạc quan, tha hồ và luôn yêu cuộc sống. Tuổi Bính Thìn là một người nữ giới, thì họ sẽ luôn muốn cuộc sống có sự công bằng, bộc lộ cho sự năng động hòa đồng đơn giản. Riêng đàn ông tuổi Bính Thìn luôn chứa hoài bão và ước mơ, họ sẽ rất phấn đấu biến mong muốn của mình thành hiện thực, sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc cần. Đa phần tuổi Bính Thìn đều là người thông minh nhanh nhẹn, sống ở đời giữ được thái độ hiền lành ôn hòa, có nhiều mối nhân duyên tốt, nhiều bạn bè thân thiết. Tới tuổi trung niên, sự nghiệp có nhiều chuyển biến tốt, hậu vận giàu sang quyền quý, nữ mạng là người hiền đức, có thể đeo vật cát tường hoặc nhờ cậy vào sự bảo hộ của thiên ất quý nhân để trừ tà, cầu chúc cho cuộc sống sóng yên biển lặng, thanh nhàn an yên. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Bính Thìn có phúc tinh tử vi chỉ lối dẫn đường, trong cuộc đời gặp được quý nhân phù trợ, đây là người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp có nhiều thành công, từ trung vận người này gặp nhiều điều may mắn, tài lộc dồi dào hanh thông, có nhiều lúc được cơ may kiếm được một khoản thu bất ngờ, không phải lo lắng muộn phiền về tiền bạc, cuộc sống gia đạo hạnh phúc ấm êm, không biết tới sóng gió bão bùng. Cuộc đời được bà chúa Ngọc độ mạng, ban cho sức khỏe tốt, ít khi ốm đau nặng, song nên thay đổi những thói quen sinh hoạt không tốt, nhất là về vấn đề ăn uống,
là người có tấm lòng nhân hậu bao dung, bởi vậy Bính Thìn được nhiều người yêu quý và được hưởng tuổi thọ cao từ 80 đến 95 tuổi. Nếu làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người, cuộc đời tuổi Bính Thìn sẽ gặp thêm nhiều may mắn, thuận lợi, sống lâu trăm tuổi. Tổng quan tử vi chọn đời tuổi Bính Thìn. Năm sinh âm lịch Bính Thìn 1976, địa chi Thiên Thượng Chi Long, là rồng trên trời, mệnh sa trung thổ, là đất lẫn trong cát, cung mệnh nam 1976, nam cung càn kim, thuộc tây tứ mệnh, cung mệnh nữ 1976, nữ cung ly hỏa, thuộc đông tứ mệnh, màu tương hợp, đỏ, vàng, màu tương khắc, xanh, Phật ban phúc, dược sư Như Lai, Phật ban trí, Long Thù Bồ Tát, Phật hộ mệnh, Tỳ Sa Môn, Phật bảo hộ, Phổ Hiền Bồ Tát. Hướng hợp nam 1976, tây, đông bắc, tây nam, tây bắc. Hướng hợp nữ 1976, đông, đông nam, bắc nam. Con số hợp mệnh 2, 5, 8, 9. Con số khắc mệnh 3, 4. Nói về tuổi Bính Thìn, xét theo yếu tố thiên can trong tuổi, Bính là can đứng thứ 3 trong số 10 can của thiên can. Đứng trước nó là can Ất, còn đứng sau là can Đinh. Thiên can Bính chỉ về nội nhiệt anh em với lửa, có hàm ý khí sớm dồi dào, nhiệt tình vui vẻ thích hợp với mọi hoạt động xã giao. Người Bính hỏa tính khí cũng giống hệt như mặt trời, thích mang ánh sáng và những thứ của mình chia sẻ với người khác. Người có thiên can Bính hỏa, sáng dạ thông minh, trong suy nghĩ và hành động dứt khoát rõ ràng, dám làm dám chịu, có nghị lực để vượt qua các khó khăn. Vì vậy, người Bính hỏa không ích kỷ, có tính cách hướng ngoại sẵn sàng cống hiến. Giả dụ bạn muốn mượn tiền hãy tìm người Bính hỏa để mượn. Cơ hội thành công sẽ rất cao. Người Bính hỏa có tính cách tích cực và cởi mở như mặt trời, ý chí tiến thủ mạnh mẽ, tình cảm phong phú thích hợp để làm lãnh đạo. Thường là mẫu người nóng tính, cả nội tâm và sức sống đều mãnh liệt, dễ bị rung động, trọng những biểu hiện có tính hình thức bề ngoài. Tâm tính tuy quang minh lỗi lạc, nhưng lại hay cố chấp nóng nảy, có tính vội vã và ưa hoạt động, có khi quá đáng thành ra kẻ bận rộn và lao lực. Bính thuộc dương hỏa chỉ thái dương, có ý nghĩa sáng chiếu, Bính hỏa là anh em của lửa, có hàm ý khí sớm dồi dào, nhiệt tình vui vẻ, thích hợp với mọi hoạt động xã giao, nhưng cũng bị hiểu lầm là chỉ thích to lớn hoành tráng. Bính Thìn nạp âm hành thổ, do can Bính là dương hỏa, ghép với chi Thìn là dương thổ, ta có hỏa sinh thổ, tức là can sinh chi, nạp âm và can chi đều tương hợp ngũ hành, nên tuổi này căn bản có mạng vững chắc, thực lực hơn người, cuộc sống gặp nhiều may mắn, ít trở ngại từ tiền vận đến hậu vận, dù trong năm xung thắng hạn có gặp trở ngại khó khăn gì, họ cũng dễ gặp được quý nhân phù trợ giúp sức. Nếu ngày sinh có hàng can mậu, kỷ, sinh giờ sửu, mùi thì được hưởng phúc lớn của dòng họ. Bính Thìn chứa nhiều thổ tính trong tuổi, khi thổ vượng hay suy thiếu chất mộc kiềm chế, các bộ phận tiêu hóa như dạ dày, lá lách, miệng dễ có vấn đề lớn khi lớn tuổi, nên cần lưu ý từ thời trẻ về già đỡ bận tâm. Bính Thìn mang đầy đủ hai tính chất của can Bính là cương trực và thanh cao, những người này phát huy mọi sở trường khi đắc thế, có tài nghệ nhưng thiếu đất thể hiện ít gặp thời. Về chi Thìn là người có khiếu văn chương và triết học, tự tin xen đa nghi nên nội tại thường có mâu thuẫn, phán đoán rất hay, nghiêng nhiều lý thuyết, nhưng khi làm việc thường hay do dự bỏ lỡ nhiều cơ hội, gặp thời biến hóa như rồng, biết thu mình khi chưa gặp bận. Sinh vào mùa hạ là thuận mùa sinh, nếu mệnh đóng tại ngọ, mùi thì thời niên thiếu lận đận, nhưng trung vận phát phú có danh có vọng, riêng mệnh thân tại Thìn, tỵ, thủa thiếu thời vất vả, nhưng trung vận rất khá. Còn xét về địa chi trong tuổi Bính Thìn thì có tính cách vận mệnh ra sao? Nhắc đến tuổi Thìn là nhắc tới những người mệnh của rồng cao quý, là con cưng của đất trời, được Phổ Hiền Bồ Tát độ mệnh, có phúc tinh tử vi chỉ lối dẫn đường, cuộc sống sẽ có những may mắn bất ngờ. Tuổi Giáp Thìn mang nhiều bí ẩn thiêng liêng, số sinh ra phải là đại phú quý, tiền tài công danh quan lộ đều đã được định trước, gặp thời điểm là một bước vọt thẳng lên mây, an nhàn hưởng phúc một đời. Rồng là biểu tượng của sức mạnh thần bí, thiêng liêng và quyền lực, bởi vậy những người tuổi này thường thông minh tài trí hơn người, có nhiều tham vọng và luôn đạt được sự thành công danh tiếng địa vị cao sang. Những người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt, vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng lẫm liệt, không chỉ có vậy, rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất đẹp của một con người, là sự thật thà, bao dung và yêu thương con người. Số mệnh trong đời của người tuổi Thìn có nhiều điểm bất ngờ, trong cuộc đời gặp được nhiều quý nhân phù trợ, đưa đường chỉ lối dẫn tới giàu có hạnh phúc và thành công. Đây là người có lý tưởng, có hoài bão, sự nghiệp có nhiều thành công, người này cả đời gặp nhiều điều may mắn, không hay phải lo lắng muộn phiền, cuộc sống hạnh phúc ấm êm. Tất cả sóng gió bão bùng, nghèo khổ chỉ là tạm thời mà thôi, đến thời vận lên thì ắt sẽ lột xác hóa rồng, bay lên tận mây xanh, hưởng mọi việc tốt may mắn trên đời.
Trời sinh người tuổi Bính Thìn là người thông minh lanh lợi, cương quyết, hoạt bát, thẳng thắn, thành thật, khoan dung độ lượng, tràn đầy sức sống, phản ứng nhanh nhẹ. Họ thẳng thắn nên không thích gây chuyện thị phi, họ tự kiêu thanh cao, song lại thành thật, họ tự cho mình là trung tâm, song lại rất có khí phách, họ xử lý công việc một cách quyết đoán. Chỉ cần quyết định xong một việc nào đó thì thích bắt tay vào thực hiện luôn, họ có tinh thần trách nhiệm, năng lượng dồi dào, có tiềm năng làm việc lớn và rất tự tin trước mọi việc, họ biết suy luận, giỏi tìm tòi, có tài lãnh đạo, khá bị động trước tình yêu, song chuyện yêu đương của họ lại tiến triển rất thuận lợi. Người tuổi Bính Thìn được trời phú cho khả năng làm ra tiền bạc, song trong cuộc đời không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhiều người sẽ phải trải qua nhiều gian truân vất vả. Có người vì mưu sinh hoặc vì công danh và dục vọng thối thúc đã thể hiện ra bên ngoài rất rõ ràng bằng cách thay đổi nghề nghiệp, chuyển đổi nơi làm việc hoặc cơ quan liên tục. Họ có điểm chung là gặp thời vận mà giàu có phất lên bất ngờ, đổi đời trở thành đại gia trong phút chốc. Phần lớn người tuổi Bính Thìn thích đi ngao du đây đó và tất cả các chuyến đi của họ đều tỏ ra thành công vừa ý trong cuộc đời họ. Thường có đầu óc quy mô làm ăn lớn, tuy nhiên lại chỉ thành công khi tạo dựng được đội ngũ thân tín. Chính vì vậy, phải xây dựng những mối quan hệ tốt, giàu vì bạn, sang vì vợ, còn tiếp tục chơi với những kẻ tiêu cực và đổ lỗi thì đời còn khổ dài lâu. Nhìn chung, cuộc đời tuổi Bính Thìn vẫn có nhiều may mắn, được quý nhân tương trợ, nên mọi việc đều đạt được tốt đẹp. Tuổi Bính Thìn thời trẻ do tính cách cố chấp, nên gặp thất bại là thường. Tuổi Bính Thìn khi trẻ cái tôi quá lớn, không bao giờ nhận sai về mình, vì vậy mà chẳng chịu thay đổi tất cả bất hạnh của tuổi trẻ đến từ đây. Tới tuổi trung niên người này dần trở nên chín chắn hơn, suy nghĩ cũng trưởng thành, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, hậu vận may mắn tốt lành, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Tiếp theo, chúng ta cùng luận bàn chi tiết tử vi chọn đời trên các phương diện sự nghiệp, công danh, tài lộc, tình duyên gia đạo và sức khỏe của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Tài vận chọn đời tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Xem tử vi chọn đời tuổi Bính Thìn cho thấy, con giáp này có tài lộc sáng sủa, tuy tiền vận không mấy khả quan, nhưng từ trung vận trở đi thì tài lộc bùng nổ mạnh mẽ. Khi các nguồn thu đồng loạt tăng cao, nhất là vào giai đoạn trung vận, sự phát triển của sự nghiệp, công việc suôn sẻ thuận lợi cũng là nguyên nhân giúp cho tài lộc con giáp này vượng rõ. Người này gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào hanh thông, có nhiều lúc được cơ may kiếm được khoản thu bất ngờ, không phải lo lắng muộn phiền về tiền bạc, về hậu vận được an nhàn sung túc. Người tuổi Bính Thìn với bản tính trời sinh thông minh lanh lợi, phản ứng nhanh nhạy, có tài quan sát, chính vì thế mà vận tài chính là thứ tài rất tốt, dễ dàng thu được nhiều lợi nhuận bất ngờ, hơn nữa tuổi Bính Thìn làm việc rất chăm chỉ, vươn tới một cuộc sống sung sướng giàu sang. Họ giỏi trong việc kiếm tiền và luôn có kế hoạch dành dụm cho tương lai của mình. Những người này làm việc không chỉ vì mục đích kiếm tiền, điều quan trọng nhất là họ được sống với đam mê, sở thích của mình. Ngay từ khi còn trẻ, tuổi Bính Thìn đã ý thức được sự quan trọng của tiền bạc, địa vị và quyền lực. Tuy nhiên họ rất sáng suốt phân biệt rõ ràng đúng sai thật giả, tuyệt đối không vì tiền mà mù quáng làm những việc trái với lương tâm. Kiếm được tiền là phát tài phát lộc, song biết giữ tiền chi tiêu cũng là một dạng phát tài, vậy nên tuy Bính Thìn có số phú quý, không lo thiếu tiền thiếu bạc khi về già, nhưng cũng cần phải có kế hoạch quản lý chi tiêu và tiết kiệm để phòng tránh những vấn đề tài chính xảy ra. Vận may tài lộc thường đến khá nhanh và mạnh như vũ bão, hãy nắm bắt thời cơ để đầu tư sinh lời như đầu tư bất động sản, gửi tiết kiệm cho chắc ăn quý vị nhé. Xem tử vi chọn đời cho thấy trong năm 2024, tuổi Bính Thìn gặp hạn thái tuế, nên khó khăn trở ngại sẽ luôn thường trực, khiến tài lộc của tuổi này không mấy khả quan đối với người làm công ăn lương. Sự trì trệ trong công việc có thể ảnh hưởng đến nguồn thu nhập chính của bạn. Ngoài ra, có thể do chủ quan đánh giá sự việc mà bạn cũng có thể phải bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Người làm kinh doanh không nên làm giàu bằng mọi thủ đoạn, có thể khiến bạn vướng vào vòng lao lý kiện tụng, tù tội. Trong năm 2024, việc kiếm tiền của tuổi Giáp Thìn trở nên khó khăn hơn. Trong khi tài chính dễ thất thoát do làm ăn thiếu hiệu quả, đầu tư thua lỗ, hơn nữa những người sinh năm Bính Thìn thường xem nhẹ các khoản thu nhỏ và luôn tham vọng kiếm nhiều tiền thông qua những dự án lớn. Tuy nhiên, vận khí ảm đạm trong năm tuổi khiến bản mệnh rất khó đạt được tâm nguyện, thậm chí có thể mất hết cả vốn lẫn lãi. Thêm một nguyên nhân khiến tuổi Bính Thìn có thể rơi vào khủng hoảng tài chính là do thói quen tiêu dùng hoang phí, sa đà vào lối sống hưởng thụ và kết giao với bạn xấu. Để tránh những rủi ro, tuổi Bính Thìn cần phải có kế hoạch chi tiêu, quản lý tài chính rõ ràng, hạn chế các khoản vay mượn, cũng không nên tùy tiện cho vay vì dễ bị gian lận và lừa đảo. Tuy nhiên, càng về cuối năm,
tài lộc của người tuổi Bính Thìn sẽ có sự phục hồi và khởi sắc hơn. Bạn nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, giúp đường làm ăn có nhiều triển vọng. Mua bán có lãi, người đi làm cũng được hưởng đãi ngộ. Lương hậu hĩnh nhờ sự chăm chỉ cố gắng, nên Bính Thìn hãy luôn cố gắng, đừng nản chí và hãy lạc quan lên nhé. Tử vi chọn đời tuổi Bính Thìn về mặt sự nghiệp. Xem tử vi chọn đời tuổi Bính Thìn, cuộc đời đối với tiền tài và sự nghiệp đào tạo không mấy khó khăn, có thể thành công liên tục làm cho cuộc đời có nhiều sung túc. Đặc biệt, tuổi này có rất nhiều may mắn trong cuộc đời, có nhiều cơ hội phát triển được sự nghiệp, tiền tài danh vọng lẫy lừng. Cuộc sống ở vào hàng cao sang quyền quý, nếu không cũng là bậc thượng lưu của cuộc sống hiện tại, số có phúc đức và hưởng lâu bền cơ nghiệp. Trong công việc, những người tuổi Bính Thìn thích đảm nhận trách nhiệm lãnh đạo quản lý người khác, họ tỏ ra rất tự tin và năng động, sẵn sàng thể hiện tài năng của mình ở bất kỳ đâu. Những người này dường như có một sức mạnh phi thường, giúp họ có thể làm được những thứ người khác không thể thực hiện. Nhờ vào sự cố gắng, ý chí quyết tâm vươn lên, phát triển bản thân mà những người tuổi Bính Thìn thường đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuy tiền vận không ít sóng gió, nhưng đều được giúp đỡ vượt qua hết. Giai đoạn từ sau 48 tuổi sẽ là thời gian vàng để bứt phá ngoạn mục, được các tinh soi chiếu. Con giáp này làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Chỉ cần bản mệnh luôn quyết tâm nỗ lực thì thành quả nhận được sẽ vô cùng xứng đáng. Hơn nữa, trong cuộc đời Bính Thìn cũng là con giáp không biết lùi bước, sợ hãi trước khó khăn. Ngược lại, tuổi Bính Thìn xem đó như là thời cơ quý giá để khẳng định bản thân. Tuổi Bính Thìn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi với những đam mê của mình, họ hăng say làm việc và luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng. Bính Thìn nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn, thật thà, không bao giờ hãm hại lợi dụng bất kỳ một ai. Trước khi làm một điều gì đó, người này suy nghĩ kỹ càng, cẩn thận, tuyệt đối không để nóng vội dẫn tới sai lầm. Tử vi chọn đời tuổi Bính Thìn nam mạng là người có ý chí, khí phách bất phàm, họ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay mất đi ý chí chiến đấu, họ mang trong mình hoài bão và lý tưởng lớn lao. Người tuổi Bính Thìn nam mạng có vẻ ngoài xuất chúng, có năng lực lãnh đạo hơn người, họ có sự thẳng thắn không quen dùng thủ đoạn bỉ ổi để mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Tử vi chọn đời tuổi Bính Thìn nữ mạng là tuyết nữ vương điển hình trong xã hội hiện đại. Họ làm việc hay đối nhân xử thế đều có trọng đến cục diện, họ có thể nhẫn nhục vì đại cục, vì mục tiêu của mình. Trong chuyện làm ăn, tiền bạc họ là một đối tác có một không hai, xứng đáng được tôn trọng. Nữ giới tuổi Bính Thìn cũng là những người vô cùng mạnh mẽ quyết liệt. Họ không an phận là một người phụ nữ tâm thường, tối ngày chỉ biết quanh quẩn làm việc nhà. Phụ nữ tuổi Bính Thìn có ý chí xây dựng sự nghiệp vững chắc, là cánh tay phải đắc lực của người chồng. Tuy nhiên, theo sự phán đoán của các bậc thầy tử vi mới nhất, bước sang năm Giáp Thìn 2024, sự nghiệp của người tuổi Bính Thìn sẽ không mấy thuận lợi, bị tác động ở nhiều phương diện, tiến độ chững lại, ít cơ hội để phát triển hay thăng tiến, đã vậy sức cạnh tranh ngày càng lớn hơn và đòi hỏi bạn phải làm việc chăm chỉ hơn để bảo vệ những gì mình đang có. Đối với những người mới khởi nghiệp hoặc bắt đầu kinh doanh, buôn bán có thể gặp nhiều trở ngại, thậm chí thất bại, người tuổi Bính Thìn cũng nên hạn chế đầu tư trong năm nay. Đặc biệt là những hạng mục tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao như cổ phiếu, bất động sản, vân vân. Ngoài ra, khi đàm phán kinh doanh, phải đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để tránh bị lừa lọc gài bẫy. Đối với người đi làm, thì thời điểm năm hạn 49 này còn nhiều khó khăn, bản mệnh không nên nghỉ việc hay thay đổi môi trường làm việc, bởi có thể rơi vào tình trạng thất nghiệp dài dài. Nhìn chung, năm nay tuổi Bính Thìn cần phát huy khả năng tư duy độc lập và ý chí kiên cường của mình để vượt qua sóng gió. Về phương diện tình cảm gia đạo, người tuổi Bính Thìn có sức lôi cuốn người khác ái rất lớn, tuy nhiên họ thường tỏ ra kiêu ngạo, họ ít khi thể hiện tình cảm của mình, ngay cả khi con tim họ rung động. Điều đơn giản là vì lòng tự kiêu, vì vậy, nếu ai đó theo đuổi họ một cách nhiệt tình, thì rất có thể sẽ chiếm được trái tim của họ, dù ít khi là người chủ động ngỏ lời yêu thương. Nhưng một khi đã yêu, tình cảm của họ khá nghiêm túc chân thành, nếu tình yêu không được trọn vẹn, lòng kiêu ngạo và sự lạnh lùng lại giúp họ nhanh chóng vượt qua nỗi buồn. Nam giới tuổi Bính Thìn ở bên ý trung nhân, anh ta sẽ rất lúng túng bối rối, tuy quan tâm chăm sóc dịu dàng tới người yêu, song do bản tính mẫn cảm, nên đôi khi cũng sẽ giận dỗi, làm lẫn lộn giữa tình yêu với bạn gái và tình yêu dành cho mẹ. Vẻ ngoài tuy trầm tĩnh, song khi đã kết hôn bạn tỏ ra khá cô độc, tính khí thất thường, gặp chuyện không vui ở bên ngoài, sẽ ôm một bụng tức về nhà, tuy vậy bạn lại vui vẻ giúp vợ làm việc nhà. Đúng là một mẫu chồng điển hình. Nữ tuổi Bính Thìn mong tìm người yêu thấu hiểu được sự chân tình của bạn và đáp lại nồng nàn như thế, bạn sẽ dành nhiều thời gian để tìm hiểu đối phương, rồi mới quyết định coi họ là nửa kia của mình trong suốt cuộc đời. Bạn cam tâm tình nguyện gánh vác trách nhiệm,
Vợ hiền dâu thảo, lo liệu việc nhà, chăm sóc chồng con là niềm vui cuộc sống. Ở ngoài xã hội, bạn cũng là người giỏi giang xinh đẹp. Có thể nói rằng, người phụ nữ tuổi Bính Thìn giỏi việc nước, đảm việc nhà, là mẫu người lý tưởng, nhiều người mong ước. Phần gia đạo, nhìn chung tuổi Bính Thìn có gia đạo khá tốt, vợ chồng hòa thuận, êm ấm cửa nhà, gia đạo của những người tuổi này được yên vui. Đông con đông cháu, về già được nhờ phúc con cái rất nhiều. Tuy nhiên, trong cuộc đời, khó tránh khỏi những va vấp mâu thuẫn trong gia đình, giữa anh em con cái với nhau. Hay quan hệ ngoài xã hội gặp khúc mắc, tranh luận gay gắt, khiến ta quay cuồng áp lực. Nhiều lúc dồn nén khiến ta bực mình, cáu giận vô cớ, để tình cảm có lúc bị giảm sút đi xuống rất nhiều. Nhưng nếu Bính Thìn luôn giữ được bình tĩnh, dĩ hòa vi quý thì mọi sự sẽ được tốt đẹp. Cuộc đời vốn dĩ là vậy, buồn vui đan xen, sướng khổ trộn lẫn. Nhưng nhìn tổng quan trong cuộc đời, vẫn có được sự nghiệp, tình duyên gia đạo được êm ấm, nhiều bất ngờ may mắn, về già được sống an nhàn thảnh thơi. Về phương diện sức khỏe, người tuổi Rồng sức khỏe dồi dào, tuy nhiên cần chú ý các bệnh liên quan đến dạ dày, khi ra ngoài luôn phải chú ý an toàn, theo tử vi chọn đời. Tuổi Bính Thìn có số hưởng thọ cao từ 65 đến 85 tuổi, nếu làm nhiều việc thiện giúp đỡ mọi người, cuộc đời tuổi Bính Thìn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi sống lâu trăm tuổi. Chúng ta ai cũng thường nói sức khỏe là tài sản lớn nhất, nhưng làm thế nào để bảo vệ sức khỏe thì lại không dụng tâm suy nghĩ, ngày ngày ăn ngon mặc đẹp không biết dưỡng sinh. Dưỡng sinh thực sự là một tâm trạng tốt, ăn cơm thô uống trà nhạt, vui vẻ cười cười nói với mọi người. Bí quyết dưỡng sinh được đúc kết rằng, người ta tức giận mình không tức, tức khí sinh mệnh chẳng ai thay. Qua tuổi 49, Bính Thìn cần học được một phương pháp không tức giận. Khi bạn tức giận thì thay đổi vị trí suy nghĩ thấu hiểu đối phương, ép mình bình tĩnh lại 3 phút, đếm từ 1 đến 100, chuyển rời sự chú ý vân vân. Bình thường Bính Thìn nên đọc sách nhiều tăng thêm trí tuệ ứng phó cuộc sống, làm người cần thiện lương, học cách dùng đức báo oán. Qua tuổi 49, những năm tháng còn lại của cuộc đời, Bính Thìn hãy tận hưởng thành quả đã phấn đấu nửa cuộc đời, vui vẻ sống tốt mỗi ngày. Đừng lãng phí nữa, Bính Thìn tức giận người ta có thể xin lỗi, nhưng sức khỏe của bạn nếu suy sụp thì không ai giúp gì được. Và cũng không hồi phục bởi có được lời tạ lỗi, hãy suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa có lý, tức giận và sức khỏe, Bính Thìn sẽ không tức giận nữa. Tiếp theo là vận mệnh người tuổi Bính Thìn qua giờ sinh. Một ngày được chia làm 12 canh giờ, mỗi canh giờ bằng 2 tiếng, tên của các canh giờ tương ứng với 12 con giáp và sắp xếp theo thứ tự lần lượt, bạn có thể tham khảo vận mệnh người tuổi Thìn theo giờ sinh cụ thể như sau. Sinh vào giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ đêm. Người tuổi Bính Thìn sinh vào giờ Tý, được gặp nhiều may mắn, có số sống trong giàu sang phú quý, dù họ gặp trắc trở hay kẻ gian quấy nhiễu, cũng đều có thể vượt qua. Sinh vào giờ Sửu, từ 1 giờ đến 3 giờ đêm. Cuộc đời suôn sẻ, đi tới đâu làm việc gì cũng được người khác giúp đỡ, cộng thêm năng lực sẵn có của bản thân, nên họ nhanh chóng gặt hái được thành công. Sinh vào giờ Dần, từ 3 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Những người này thích hợp với làm ăn xa, nếu sinh sống ở quê hương thì cuộc sống bình bình an yên mà không có nhiều cơ hội bứt phá. Sinh vào giờ Mão, từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Luận từ vi đây không phải là giờ sinh cát lành với người tuổi Thìn, tuy gặp khó khăn hơn người khác, nhưng nếu cần mẫn câu tiến, bản mệnh ắt có học thức và tài hoa hơn người. Sinh vào giờ Thìn, từ 7 giờ đến 9 giờ sáng. Người tuổi Bính Thìn sinh vào giờ Thìn, định sẵn nhân duyên tốt, thịnh vượng đủ đầy, họ đi tới đâu cũng gặp dữ hóa lành, không phải chịu cảnh nhân duyên lận đận. Sinh vào giờ Tỵ, từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Tuy gặp phải một số khó khăn hiểm họa, nhưng bản mệnh đều hóa giải được. Đối với cuộc sống gia đình, nên chú ý nhường nhịn lẫn nhau, vun vén xây dựng để tránh xảy ra đổ vỡ. Sinh vào giờ Ngọ, từ 11 giờ trưa đến 13 giờ chiều. Người tuổi Thìn kết hợp với giờ sinh Ngọ, hỏa khí rất mạnh, họ mạnh mẽ cương trực nhưng dễ làm mất lòng người khác, vì thế bản mệnh nên hạn chế bớt cái tôi của mình lại. Sinh vào giờ Mùi, từ 13 giờ đến 15 giờ chiều. Những người sinh vào giờ này thường đi lên từ hai bàn tay trắng, họ tự dùng sức lực của chính mình mà chạm đến thành quả, họ cũng là người có nhân cách tốt, sống đôn hậu và giàu tình cảm. Sinh vào giờ Thân, từ 15 giờ đến 17 giờ chiều. Việc làm ăn buôn bán đều hanh thông, lời lãi nhiều sinh phú quý, tuy nhiên bản mệnh cần có sự cẩn trọng nhất định, đừng quá tin người mà bị kẻ tiểu nhân chen chân lợi dụng. Sinh vào giờ Dậu, từ 17 giờ chiều đến 19 giờ tối. Họ là những người nhân duyên tốt,
và có sức hấp dẫn mạnh với người khác giới. Bởi vậy mà đời sống vợ chồng nên chú ý giữ mình, đừng để kẻ thứ ba chen chân mà đánh mất hạnh phúc vốn có. Sinh vào giờ Tuất, từ 19 giờ tối đến 21 giờ tối. Những người sinh giờ này thông minh lanh lợi, tài đức vẹn toàn, bản mệnh nên hướng tới lập nghiệp ở xa quê hương thì có thể thêm phần suôn sẻ. Sinh vào giờ Hợi, từ 21 giờ tối đến 23 giờ đêm. Đây được coi là một trong những giờ sinh cát lành nhất cho người tuổi Thìn. Người sinh vào giờ này ít phải trải qua biến cố, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Quý vị thân mến, đời người phúc họa luân chuyển, gặp chuyện bất hạnh đừng vội đau lòng. Trong Đạo Đức Kinh có câu, họa tùng phúc sở ỷ, phúc tùng họa sở phục, tạm hiểu là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của tai họa. Đời người đôi khi có những chuyện tưởng là họa, nhưng kỳ thực lại là phúc, tưởng là phúc nhưng thực ra lại là họa. Mọi chuyện trên đời không có điều gì là tốt tuyệt đối, cũng không có điều gì là xấu tuyệt đối. Vấn đề chỉ nằm ở việc ta nhìn có theo chiều hướng tích cực hay bi quan mà thôi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như chúng ta mong đợi. Chúng ta không bao giờ thực sự biết được những điều còn ở phía trước sẽ xảy ra thế nào. Cho nên khi gặp chuyện xấu đừng nên bi quan thống khổ. Khi gặp chuyện vui cũng đừng vui mừng quá đỗi, mất không ưu phiền, được không đắc ý. Bởi vì trong phúc có họa, trong họa có phúc, biến hóa vô cùng, sâu xa không thể lường được. Chỉ cần chúng ta hồi tưởng cẩn thận từng sự kiện xảy đến trong cuộc đời, đều có thể tự nói với bản thân rằng tất cả đều là sự an bài tốt nhất. Cũng như câu chuyện tái ông Thất Mã dưới đây, xưa có ông lão sống ở vùng biên giới phía Bắc Trung Quốc, người đời gọi ông là Tái Ông, ông rất giỏi việc nuôi ngựa. Ngày kia con ngựa của Tái Ông sổng chuồng, chạy sang nước hồ lân cận, hàng xóm láng giềng hay tin đã đến an ủi, nhưng Tái Ông lại cười, mà nói rằng tôi tuy mất ngựa nhưng có thể đó lại là điều tốt. Vài tháng sau, con ngựa mất tích đột nhiên trở về, lại có theo một con tuấn mã của hồ theo về, thấy thế hàng xóm đến chúc mừng. Tuy nhiên, Tái Ông cau mày nói, tôi được ngựa quý sợ rằng đó chẳng phải là điềm lành. Con trai ông thích cưỡi con ngựa quý, nhưng một hôm anh ta chẳng may ngã ngựa gãy chân, hàng xóm đến khuyên nhủ. Ông đừng quá thương tâm, Tái Ông điềm nhiên nói, con trai tôi tuy gãy chân nhưng đó chưa hẳn là điều không may. Khi đó hàng xóm nghĩ rằng ông lão quá đau buồn và đã bị quẫn chí. Một năm sau, nước hồ láng giềng đưa quân sang xâm lược, tất cả thanh niên trai tráng đều bị bắt phải tòng quân và hầu hết đều bị tử trận. Con trai ông bị què nên được ở nhà và thoát chết. Lúc này hàng xóm láng giềng mới thấy rằng những lời của Thi Ông quả thật rất thâm thúy. Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta luôn cảm thấy thất vọng đau buồn khi mọi thứ không suôn sẻ như mong đợi, cũng có khi cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. Khi điều đó xảy ra, không có gì là sai khi chúng ta khóc hoặc cảm thấy thất vọng. Nhưng một khi bạn bình tĩnh và kiểm soát bản thân trở lại, hãy thử nhìn chúng dưới một góc độ khác, có thể bạn sẽ nhận ra rằng chúng không tồi tệ như bạn nghĩ và đôi khi đó lại là cơ hội để bạn có được điều tốt hơn. Có những điều tưởng chừng như thuận lợi ban đầu lại có kết thúc tồi tệ và ngược lại, không có gì thực sự xác định được là xấu hay tốt, hay chăng chỉ là vấn đề chúng ta nhìn nó theo chiều hướng tích cực hay bi quan mà thôi, nơi nào có sự sống nơi đó có hy vọng, trong cái rủi có cái may. Và điều quan trọng nhất là không bao giờ được từ bỏ hy vọng, vì nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng. Thế giới này vẫn luôn có một nơi tốt đẹp và cuộc sống vẫn muôn màu. Trái lại, ở vào thời điểm thất ý chán nản thì phải có tầm nhìn lâu dài. Tin tưởng rằng sẽ có những điều tốt đẹp trong tương lai, đừng để những thất bại khó khăn trước mắt hù dọa, mà đau buồn thống khổ, bi thương, trong phúc có họa. Trong họa có phúc, họa và phúc chuyển hóa không ngừng, luân phiên như ngày và đêm mặt trăng và mặt trời vậy. Khi chúng ta ở trong nghịch cảnh cảm thấy mọi điều đều không thuận lợi, tình yêu, công việc, sự nghiệp lý tưởng đều trở thành mây khói, lòng sinh ra ý niệm tuyệt vọng, hãy thay đổi góc độ để xem xét vấn đề, tự nhủ với bản thân mình, tất cả đều là sự an bài tốt nhất. Ai biết rằng tương lai sẽ có những thay đổi kinh ngạc gì, điều quan trọng là hãy giữ vững thiện lương và cảm ơn hết thảy những gì chúng ta đã gặp trong cuộc đời này. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết chia sẻ luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.